Bạn đang tìm kiếm một bữa ăn ngon, lành mạnh và giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe? Hãy lựa chọn hỗn hợp dinh dưỡng toàn cầu mang thương hiệu số 1 từ công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế DNP với địa chỉ tại Lô K22, khu đô thị mới Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng tôi tự hào mang đến cho bạn một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe. Hỗn hợp dinh dưỡng toàn cầu chứa các thành phần thiên nhiên như đậu xanh, đậu đỏ, óc chó, hạnh nhân, maca, đậu Hà Lan, yến mạch và gạo lứt, cùng với những thảo dược quý như khiếm thực, kỳ tử, ý dĩ, hoài sơn và cỏ ngọt. Đặc biệt, sản phẩm còn bổ sung collagen DHA và omega 3, omega 6, omega 9 kết hợp với chế độ ăn uống khoa học giúp hỗ trợ những căn bệnh chuyển hóa như đường ruột dạ dày, tim mạch, huyết áp, tiểu đường và gút, thúc đẩy sự phát triển não bộ. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế DNP còn mang đến nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp như dinh dưỡng thể thao toàn cầu, trà thanh lọc cơ thể toàn cầu, mỹ phẩm Hàn Quốc và hàng trăm sản phẩm khác. Hãy sử dụng hỗn hợp dinh dưỡng toàn cầu ngay hôm nay để tận hưởng sức khỏe mỗi ngày. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.